chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ đồng tâm Nguyễn Đức Chung cùng cái gai của Nguyễn Phú Trọng. Phần sau của bài bình luận sẽ đề cập đến tiến trình của ông Nguyễn Đức Chung giải tỏa nút thắt đồng tâm được lòng dân nhưng lại gây khó chịu cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nên nay mới bị liên thớt vào trại giam đếm kiến. Xin các bạn lắng nghe hết bài bình luận hôm nay. Một nguồn tin của Thời báo .de là một đảng viên Đảng Cộng sản từ Hà Nội cho biết hiện nay ông Nguyễn Đức Chung đang ở trại tạm giam B14 ở Hà Nội. Sức khỏe của ông ổn định, điều kiện phòng giam đảm bảo. Nguồn tin này cũng lý giải về cái bẫy nhờ của phía Bộ Công an để bắt ông Nguyễn Đức Chung ra sao. Tuy chưa có đủ điều kiện để kiểm chứng những bí ẩn lắt léo trong cuộc chơi nội chính và những đấu đá quyền lực trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng chúng tôi vẫn đưa ra đây những thông tin để các bạn cùng tham khảo. Đây là hình ảnh ba nhân viên thân cận của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị bắt trước đó, bao gồm Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung và Phạm Quang Dũng, cán bộ phòng C03 thuộc Bộ Công an. Và hôm qua, tướng Tô Ân Sô, người được cho là có họ hàng với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đã cho biết thêm chi tiết về ông Nguyễn Đức Chung trong ba vụ án là vụ tài liệu mật, vụ Nhật Cường và các vụ án nước tẩy, hồ. Đáng chú ý là trong thông báo của ông Tô Ân Sô thì trong hai vụ Nhật Cường và vụ thuốc tẩy hồ, ông Nguyễn Đức Chung chỉ có một phần trách nhiệm. Điều đó có nghĩa là trách nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung ở hai vụ này là rất khiêm tốn, không như những gì mà tướng Nguyễn Duy Ngọc từng tung tài liệu cho báo chí nhằm tạo dư luận bôi xấu ông Chung. Về vụ việc ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc là ăn cắp tài liệu mật thì có một tình tiết rất quan trọng về một nhân vật, đó là Phạm Quang Dũng, cán bộ phòng C03 của Bộ Công an, người đã bị bắt về tội ăn cắp tài liệu mật vụ Nhật Cường, là cậu của tướng Nguyễn Duy Ngọc và Ngọc là vai cháu. Dư luận đang tập trung chú ý vào chi tiết này, đồng thời đặt ra tình huống như sau. Phạm Quang Dũng có ông chú là Phạm Văn Đệ đang cầu cạnh ông Nguyễn Đức Chung xin duyệt cho mấy dự án bất động sản nhưng cũng chưa được ông Chung đồng ý. Để làm thân với Chung, ông Đệ sai cháu là Dũng lấy tài liệu và khi Dũng đang chụp trộm tài liệu thì bị phát hiện và báo cáo với tướng Nguyễn Duy Ngọc. Tướng Ngọc đã khống chế cậu Dũng và bắt Dũng phải làm theo yêu cầu của Ngọc thì sẽ được giảm tội và Dũng đã gài bẫy cả Chung cùng với Nguyễn Anh Ngọc, thư ký của Chung. Nguyễn Đức Chung cũng vì cả tin cho rằng Dũng là cậu của tướng Ngọc nên yên tâm tin vào Ngọc và thế là cá đã cắn câu. Nguyễn Đức Chung cũng chết là vì vậy. Và trong nghề công an, cách làm này được gọi là câu nhờ. Đây là hình ảnh Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Hiện nay, ông Nguyễn Đức Chung đang ở trại tạm giam B14 Hà Nội, sức khỏe ổn định, điều kiện phòng giam đảm bảo. Đó là câu chuyện được cung cấp bởi một người đưa tin là đảng viên Đảng Cộng sản ở Việt Nam tại Hà Nội. Các báo trong nước cũng đưa tin từ ông Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an, nói rằng công an sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung. Cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện biện pháp tạm giam đối với ông Chung về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật, có một số tài liệu liên quan đến Nhật Cường. Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Sô nói liên quan đến Nhật Cường, Bộ Công an đã khởi tố 28 bị can và 4 tội danh buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số 28 bị can có Bùi Quang Huy bị khởi tố cả 4 tội danh. Bùi Quang Huy đã sử dụng tư cách pháp nhân của Nhật Cường để tổ chức buôn lậu 260.000 sản phẩm điện thoại và các thiết bị điện tử với trị giá 3.200 tỷ đồng. Ngoài trốn thuế, lập sổ sách kế toán che giấu trốn thuế khoảng 30 tỷ đồng. Theo ông Sô, gói thầu số hóa của Sở Khoa học và Đầu tư Hà Nội cần làm rõ hành vi vi phạm đấu thầu, trong này có một phần trách nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung. Cũng trang tin của Chính phủ Việt Nam có nói rằng về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát tại thành phố Hà Nội, quá trình triển khai thực hiện xử lý ô nhiễm nước từ chế phẩm Redoxy 3C mà Hà Nội đã trực tiếp đàm phán với đối tác ở Đức sản xuất hóa chất này riêng cho Hà Nội, nghiên cứu các đặc tính của sông ngòi Hà Nội. Đây là hình ảnh vào ngày 10 tháng 7, Bộ Công an Việt Nam đã bắt giữ Bùi Quốc Việt là anh trai của Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường. Nếu Hà Nội ký trực tiếp với công ty Watvat GmbH thì rất lý tưởng. Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy do phải ký với công ty đại lý nên gây thất thoát cho nhà nước khoảng 41 tỷ đồng. Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Chung có trách nhiệm ở đây. Còn trách nhiệm đến đâu, đến mức nào thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ. Nhà báo Phan Thế Hải trong bài bình luận nhiều kỳ của ông trên trang Facebook cá nhân đã lý giải rằng sự xung đột quyền lực trong giới lãnh đạo của Trung ương, nhất là đối với ông cụ tổng, tức là ông Nguyễn Phú Trọng, nên cái chết của Nguyễn Đức Chung dường như đã được báo trước rất rõ ràng. Nhưng vì sự đam mê quyền lực đã khiến cho Nguyễn Đức Chung không kịp hãm phanh,
dẫn tới tình trạng lên thớt như hiện nay. Diễn tiến quyền lực của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, đặc biệt sau vụ giải tỏa nút thắt Đồng Tâm, được lòng dân và Chủ tịch Trần Đại Quang, nhưng lại gây ngứa mắt cho cụ tổng ra sao? Và xin các bạn tham khảo bài bình luận của nhà báo Phan Thế Hải có tựa đề Chung con sự phủ du quyền lực, nội dung như sau. Thời của kinh tế thị trường và hội nhập, công an là cơ quan quyền lực cao nhất, dẫu rằng điều này không được ghi trong luật. Đây là hình ảnh bản cam kết rõ ràng của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khiến dân Đồng Tâm tin tưởng và thả 19 con tin, tất cả đều lành lặn, khỏe mạnh. Nội dung cam kết của Nguyễn Đức Chung bao gồm 3 vấn đề. Thứ nhất là sẽ làm rõ đất Đồng Xanh có phải là đất quốc phòng hay không. Thứ hai là không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm. Thứ ba là sẽ làm rõ trách nhiệm những người liên quan đến vụ bắt giữ cụ Lê Đình Kình, 82 tuổi, trú ở thôn Hoành. Với danh nghĩa phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự và an toàn xã hội đã được ghi trong luật, công an có thể dùng điều này để biện minh cho mọi hành vi của mình. Còn nhớ vào năm 2010, ở xứ ta có vụ án nổi tiếng là Cù Huy Hòa Vũ mà dân chúng vẫn gọi vụ án là hai bao cao su đã qua sử dụng. Để rồi sau đó, ông Vũ bị khởi tố về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Tháng 4 năm 2017, vụ việc Đồng Tâm được đẩy đến cao trào khi dân chúng bức xúc về chuyện chính quyền cướp đất của dân giao cho doanh nghiệp quân đội đem bán. Người dân đã nổi dậy bắt giữ 38 cảnh sát làm con tin. Trước sự cương quyết, quyết tử của người dân và do sức ép của dư luận cùng lãnh đạo cấp trên, vào ngày 22 tháng 4 năm 2017, đích thân ông Nguyễn Đức Chung đã phải xuống gặp gỡ người dân Đồng Tâm và cam kết không truy tố những người đã tham gia vào cuộc nổi dậy này. Và tin vào sự thánh thiện của ông Chung, người dân Đồng Tâm đã thả hết các con tin và cuộc khủng hoảng kết thúc êm đẹp. Ông Nguyễn Đức Chung lúc ấy đã được báo chí tung hô lên mây và lên biểu tượng của việc quan chức đối thoại với dân thì việc gì cũng có thể giải quyết được. Trong một buổi tiếp xúc cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh sau đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đích thân khen cách giải quyết của Nguyễn Đức Chung trong vụ việc này. Và việc ông Chung được chào đón như người hùng đã khiến cụ tổng, tức là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giận tím mặt, bởi vì từ thời cụ làm bí thư Thành ủy Hà Nội cho tới giờ chưa bao giờ cụ tổng được người dân chào đón như thế. Nay Nguyễn Đức Chung mới chân ướt chân ráo lên lãnh đạo thành phố mà đã được tung hô nức lòng khiến thượng đế phải ghen tị. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã được người dân Đồng Tâm đón tiếp nồng nhiệt. Biết cụ tổng nổi giận, Chung nhũn như chi chi ở xứ ta muốn ung dung bước lên con đường quan lộ rộng thênh thang đều phải để ý quan sát xem cụ tổng nghĩ gì để nói theo ý cụ. Nhiều vị đang thất sủng ngồi chơi say nước nhờ phụ họa tốt ghi điểm cộng, nếu đoán được ý cụ tổng sắp nói để tung hô, chuyện thăng tiến nhẹ như lông hồng. Thế mới có chuyện bí thư tỉnh ủy Thái Bình chân ướt chân ráo lên Hà Nội nhậm chức phó ban tuyên giáo mới có lời vàng ngọc như sau. Người đứng đầu, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có thể nói trường hợp đặc biệt này là hạnh phúc của Đảng, của dân tộc. Đồng chí là trung tâm đoàn kết của Ban chấp hành Trung ương để lãnh đạo tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quyết định nhiều vấn đề chỉ đạo điều hành đất nước. Nên chúng ta đã gặt hái được những thành quả như vậy. Ông Chung cũng đam mê quyền lực và quyết tâm thực hiện quyền lực mà quên mất rằng đạo của người quân tử có 5 chữ nhân, lễ, nghĩa, chí, tín. Đầu tháng 7 năm 2017, tức là gần 3 tháng sau vụ việc Đồng Tâm, chính quyền Hà Nội đã trở mặt và kết luận người dân Đồng Tâm có tội, đồng thời sẽ truy tố những người đứng đầu cuộc nổi dậy. Ông Chung đã hứa với dân giữa thanh niên bạch nhật, nhưng ông Chung không thể giữ được lời hứa đó. Và trong một cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc xây dựng cơ chế đặc thù tăng phân cấp phân quyền cho thủ đô diễn ra vào ngày 20 tháng 10 năm 2017, ông Chung đã không được phép có mặt mặc dù lãnh đạo Hà Nội có đầy đủ các thành phần. Đó là tín hiệu cho thấy chừng nào ông Chung tiếp tục là người hùng trong mắt người dân thì ông Chung sẽ trở thành địch thủ của Bộ Chính trị lẫn phần còn lại của lãnh đạo Hà Nội. Đây là hình ảnh Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bên cạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một cuộc tiếp xúc cử tri tại Hà Nội vào năm 2017. Sau cuộc họp trên, ông Chung dường như run sợ thực sự và cuống cuồng giải quyết vụ việc này theo cách đổ tội cho dân Đồng Tâm và rồi loay hoay mãi cho đến giờ vẫn chưa ra khỏi cuộc khủng hoảng mang tên Đồng Tâm. Nguồn tin cũng cho biết một vị tướng là đàn anh của Nguyễn Đức Chung nhận xét như sau: Chung quá say mê quyền lực. Hôm nay vừa mới đạt được một vị trí, một quyền lực, thì ngay ngày mai Chung lại muốn có thêm một vị trí mới, một quyền lực mới. Sự đam mê này là tất yếu, dẫn đến thâu tóm mọi quyền lực chỉ trong tay mình. Điều này là tối kỵ và nguy hiểm trong bối cảnh tập thể lãnh đạo luôn là một truyền thống, một nguyên tắc bất khả xâm phạm.
Đó là còn chưa nói tới một sự việc là khi những lợi lộc đó có được từ quyền lực của các quan chức thành phố bị suy giảm và đôi khi mất trắng chỉ vì sự tập trung quyền lực tuyệt đối vào tay trung con. Việc thâu tóm quyền lực tuyệt đối và tham vọng leo cao đã tạo ra một cơn sóng ngầm, những phản kháng kín đáo nhưng khốc liệt với cá nhân Trung và ngoài dự đoán của ông Trung. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2019, tướng Lương Tam Quang và tướng Nguyễn Duy Ngọc cùng quê Hưng Yên được Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Vào ngày 21 tháng 5 năm 2020, tướng Lương Tam Quang được bổ nhiệm chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Trước đó, vào tháng 8 năm 2018, tướng Ngọc được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế và Buôn lậu. Bộ đôi này với Trung con đã từng là đồng nghiệp với nhau, nhưng có vô số chuyện ân oán giang hồ. Sự quyết đoán của ông Trung trên thị trường quyền lực đã khiến các đối thủ cũ và mới đã phải rút gươm ra khỏi vỏ. Nhà báo Phan Thế Hải đã đưa ra kết luận như vậy. Ông Phan Thế Hải hiện sống tại Hà Nội. Ông vừa là một doanh nghiệp, đồng thời là nhà báo lâu năm với chức vụ là thư ký tòa soạn của báo Vietnamnet. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2020 với bản tin Vụ Đồng Tâm, Nguyễn Đức Trung cùng cái gai của Nguyễn Phú Trọng. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.